đây là cái máy phát điện năng lượng mặt trời mini mà mình vừa mới lắp xong. Mình đang chạy thử cho các bạn xem. Nếu bạn tính toán công suất hợp lý thì thiết bị này có thể chạy 24/7 khi có điện. Chúng ta có thể dùng bình thường để đỡ tốn tiền điện. Và khi mất điện thì chúng ta tất nhiên là sẽ vẫn dùng bình thường. Ban ngày nó sẽ vừa sử dụng và vừa nạp vào bình ắc quy. Đến đêm các bạn sẽ có điện từ ắc quy để sử dụng. Đầu tiên tôi chọn hai tấm pin 50W là được 100W. Sau đó thì tôi sẽ cố định và tạo cái tay cầm cho nó để khi mà đem đi đem lại cho nó tiện lợi. Khi chọn mua tấm pin thì các bạn lưu ý đến hai giá trị, đó là hiệu điện thế của tấm pin xuất ra và dòng điện. Hai giá trị này càng lớn thì công suất của tấm pin nó càng lớn. Và căn cứ vào hai cái giá trị này để ta chọn cái bộ điều khiển và tính toán công suất cho máy phát điện. Tùy vào sự chế tạo của mỗi người, còn tôi chế cho nó hai cái tay xách giống như cái vali mà chúng ta có thể xách đi xách lại, khá là tiện lợi. Tiếp theo là các bạn hàn dây cho tấm pin. Các bạn lưu ý rằng tấm pin nó có hai cực âm và dương, các bạn hàn đúng cực cho tôi. Và có nhiều tấm pin thì ta sẽ có hai cái cách mắc sau, đó là mắc song song thì lợi về dòng và mắc nối tiếp thì lợi về điện. Tùy vào cái bộ điều khiển của bạn mà bạn lên mắc nó song song hay mắc nó nối tiếp. Ở đây tôi mắc song song các bạn nhé. Khi chọn mua cái bộ điều khiển thì các bạn cũng cần để ý đến cái hiệu điện thế và cái dòng điện tối đa mà cái bộ điều khiển của các bạn có thể chịu được. Để căn cứ vào đó thì ta sẽ có những cái cách mắc và chọn cái tấm pin sao cho nó phù hợp. Tiếp theo thì ta sẽ làm cái khung giá để gắn các cái thiết bị nó vào. Khi các thiết bị đã được gắn cố định thì các bạn đấu nối đường điện. Lưu ý rằng các bạn đấu nối đúng cực và đúng thứ tự. Bộ điều khiển này thì nó có tính năng là tự động nhận diện ắc quy 12V hay 24V. Nên việc đầu tiên chúng ta đấu nối đó là phải
đầu nối ắc quy trước, sau đó mới nối điện từ tấm pin. Bộ điều khiển này thì có bán ở rất nhiều những cái shop mà bán điện mặt trời. Nó có tính năng đó là ta có thể tùy chỉnh được cái hiệu điện thế đầy cho ắc quy, và khi đầy thì nó sẽ tự ngắt, nên các bạn yên tâm. Và cũng đặt được cái giới hạn khi mà ắc quy yếu, để các bạn yên tâm là sẽ đảm bảo được bình ắc quy nó bền lâu. Và đây là kết quả của tôi. Chúc các bạn thành công.